Mua iPad 4 giá chỉ 2 triệu rưỡi, tặng SIM data 4G 90GB trong một tháng. Đến điện thoại hay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series One Piece trên channel Shonen Action. One Piece manga hiện giờ đang đi đến cao trào với việc Tứ Hoàng Kaido đang đọ chầy với con gái của mình. Bên cạnh đó, việc Luffy bị rơi xuống biển và được tàu ngầm của Law cứu sống cũng đã khiến chúng ta một phen hết hồn, cứ tưởng nhân vật chính sẽ chìm nghỉm và kết thúc chuyện luôn. Xuyên suốt phần Wano, có rất nhiều cảnh mà khiến chúng ta nổi da gà và phải thực sự thốt lên vì nó quá ngầu. Nhưng những cảnh đó mới chỉ có xuất hiện trong manga, nếu nó chuyển sang thể anime thì sao nhỉ? Thực sự thì với hình ảnh kết hợp với âm nhạc của anime sẽ khiến chúng ta ít nhiều phải nổi da gà. Hiện giờ thì anime One Piece đang đi tới tập 978. Vậy thì chẳng bao lâu nữa anime One Piece sẽ bắt kịp được manga. Dưới đây là 5 khoảnh khắc mình cho rằng nổi bật và epic nhất trong phần Wano. Tất nhiên vẫn là ý kiến cá nhân của mình. Anh em nếu có ý kiến gì và phân cảnh nào anh em thích thì bình luận ở phía dưới chúng ta cùng thảo luận nhé. Phân cảnh đầu tiên, Cửu Hồng Bao đồng loạt tấn công Kaido. Chắc chắn đây là một trong những phân cảnh mà nhiều fan One Piece mong chờ nhất cho phần truyền thể anime. Cửu Hồng Bao là các gia thần của Oden, ôm nỗi hận 20 năm và ngày họ cùng nhau tấn công Kaido, chắc hẳn sẽ là một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất và ý nghĩa nhất của phần Wano. Nhóm Cửu Hồng Bao lao qua bức tường phía sau Kaido, đồng loạt xông thẳng vào người hắn. Kaido hét lên rằng đao kiếm là vô dụng với hắn ta. Bất chấp điều đó, cả nhóm vẫn đồng lòng cùng nhau lao thẳng vào Kaido. Đúng lúc này thì Kaido có một đoạn hồi tưởng ngắn về ngày hắn đã bị Oden tấn công và hình ảnh Oden cùng Cửu Hồng Bao lao vào khi xưa khiến Kaido chứng lại trong khoảnh khắc. Cả nhóm gào lên Sunakchi và tấn công Kaido. Cảnh khiến mình dùng mình nhất khi tưởng tượng tới sẽ là âm thanh và nhạc làm nổi bật lên dòng chữ Sunachi đầy hùng hồn. Từ Sunachi được giải thích là một ý nghĩa khá sâu xa, rộng lớn, nhưng chúng ta có thể hiểu đơn giản là biểu thị tinh thần tự do. Kawamatsu chặn King bằng thanh katana của mình, Inurashi cũng làm vậy với cả Jack và Queen, Nekomamushi gần như tiếp cận được với Kaido bằng móng vuốt, Asura, Kiku và cả Raizo ở ngay phía sau, hai người Kinemon và Denjiro cắm được kiếm vào người Kaido. Trong lúc này thì Yamato đã bật khóc. Vấn đề đặt ra ở đây là liệu rằng phần anime có làm nổi bật lên ý chí của các samurai và khoảnh khắc dồn nén cảm xúc của các Cửu Hồng Bao khi phải mất 20 năm mới có thể thêm một lần tấn công kẻ đã giết hại chủ nhân của họ. Thứ hai, băng mũ rơm tập hợp đầy đủ. Hình ảnh về băng mũ rơm tập hợp đội hình, sẵn sàng chiến đấu ngay tại sân khấu chính, lâu đài Kaido trên đảo quỷ đã thêm một lần nữa khiến độc giả háo hức chờ đợi. Một cuộc chiến dài hơn, một trận chiến tầm lực với bên kia chiến tuyến là liên minh hai Tứ Hoàng cùng băng bách thú, không một chút e ngại, không một chút do dự. Cả băng mũ rơm tập hợp cùng nhau và đều sẵn sàng cho một trận chiến thực sự. Hiện tại cảnh tập hợp cực ngầu này của băng mũ rơm đã được công bố màn màu đen trắng và khán giả đang chờ đợi bản anime. Âm thanh và hình ảnh của lần tập hợp đội hình đủ 10 thành viên hứa hẹn rất đã mắt và khiến đông đảo One Piece phải nổi da gà. Trước đó ở phần Wano, cả băng cũng đã có màn đứng chung hình nhưng với một tâm thế nhẹ nhàng hơn. Còn bây giờ, xung quanh đã có rất nhiều thuộc hạ của Kaido, những All Star và những tên number khổng lồ bị cản trở nên cả nhóm quyết định tập hợp lại để khích lệ tinh thần và sẵn sàng nhảy vào cuộc chiến để đánh bại những tên quái vật cản đường. Zoro và Luffy thì đang tìm đường đến Long Sơn Thượng và cần các đồng đội bọc lót cho mình thật tốt. Thứ ba, siêu tân tinh đối mặt với hai Tứ Hoàng. Oda đã kỷ niệm cột mốc One Piece Chap 1000 bằng một sự kiện vô cùng cảm xúc và ý nghĩa. Luffy mũ rơm cùng Zoro, Law, Kid và Killer đối đầu với hai Tứ Hoàng Kaido và Big Mom. Cuộc chạm mặt này không chỉ có ý nghĩa quyết định tới thế cục của trận chiến Wano mà còn là một trận chiến để chúng ta kiểm định rằng liệu những thành viên ưu tú nhất của thế hệ mới có đủ sức để đánh bại hai kẻ được xem là thế lực của biển cả, hai Tứ Hoàng lừng lẫy trong thế giới One Piece. Tất nhiên, mục đích của năm siêu tân tinh này trong trận chiến chống lại Kaido và Big Mom là khác nhau. Cặp đôi Kid và Killer rất muốn trả thù Kaido vì chính Tứ Hoàng này là người đánh bại Kid và tống anh chàng đồng nát này vào ngục. Trong khi đó thì Luffy và Zoro lại muốn đánh bại Kaido để giải phóng Wano Quốc. Riêng Law, một người cho đến nay với tư cách là người đồng minh của Luffy, điều mà bác sĩ tử thần này hướng đến chính là đánh bại Kaido. Trong số 5 người này, nổi bật nhất vẫn là cái tên Luffy, người luôn mang trong mình giấc mơ vua hải tặc. Đứng trước cậu là Kaido và Big Mom, hai kẻ đang muốn đi tìm One Piece. Kaido tự tin đến nỗi để cho Luffy dùng chiêu Gomu Gomu no Red Rock đấm thẳng vào mõm mình trước sự bất ngờ của Big Mom. Rõ ràng, sinh vật mạnh nhất thế giới đang muốn thử thách sức mạnh của Luffy và đập tan ý chí của siêu tân tinh này. Nhìn chung, năm siêu tân tinh sẽ đối đầu với hai Tứ Hoàng Kaido và Big Mom là một hình ảnh đẹp trong One Piece Chap 1000. Đây sẽ là cách để Oda cho thấy rằng thời đại mới của thế hệ hải tặc trẻ tuổi đã đến và những kẻ máu mặn nhất trong tân thế giới là Kaido và Big Mom cũng không ngăn cản được điều này. Thứ tư, Zoro chém Kaido bằng Asura. Cuối cùng thì sau vết sẹo Oden để lại cách đây 20 năm, Kaido tiếp tục phải lãnh thêm một hình xăm nữa. Lần này người tạo ra điều đó chính là thợ săn hải tặc Zoro. Với chút sức lực cuối cùng của mình, Zoro tung ra tuyệt chiêu Asura, qua đó khiến Kaido bị thương. Khi Zoro sử dụng Asura, anh đã bị thương rất nặng. Tình trạng của Zoro trở nên rất tồi tệ, đặc biệt là sau khi anh chặn cuộc tấn công kết hợp Hakai của Kaido và Big Mom.
Zoro phải dồn hết sức để tấn công Kaido. Tình thế tuyệt vọng này có thể đã khiến anh phát huy hết sức lực của mình, kể cả Haki Báo Vương mà bản thân không hề nhận ra. Tứ hoàng này cũng tỏ ra rất đề cao sức mạnh của Zoro và cho rằng hình như cậu cũng có Haki Báo Vương, đồng thời khẳng định đòn tấn công của Zoro sẽ để lại sẹo cho Kaido. Như vậy thì sau 20 năm cuối cùng lại có một kiếm sĩ đả thương được Kaido và để lại vết sẹo trên người hắn. Lần này người đả thương và để lại vết sẹo trên người Kaido là Zoro, và có lẽ thanh kiếm chém trúng người Kaido vẫn là thanh Enma. Tuy nhiên, một điều khác với câu chuyện cách đây 20 năm, đó là Kaido lúc bị Oden chém thì ở dạng rồng, còn Kaido lúc bị Zoro chém lại ở dạng lai, dạng được cho là mạnh nhất của Tứ Hoàng. Đây sẽ là một trong những phân cảnh mà nhiều fan One Piece nói chung, và đặc biệt sẽ là các fan của anh chàng kiếm sĩ băng mũ rơm nói riêng. Một trong những khoảnh khắc ấn tượng mà nhiều fan chờ đợi sẽ được chuyển thể thành công từ manga dạng anime, đó chính là hình ảnh Zoro dùng hết chút sức lực còn lại của mình để tung tuyệt kỹ vào Kaido. Đòn đánh này sau đó được chính Kaido xác nhận sẽ để lại sẹo. Thứ 5, Ruffy sử dụng Haki Báo Vương cao cấp đấm vào mồm Kaido. Ruffy có thể sử dụng Haki Báo Vương cao cấp trong One Piece chưa 1010. Anh ta có thể chặn các đòn tấn công của Kaido. Sau đó, Ruffy có thể đấm Kaido mà không cần chạm vào Tứ Hoàng này. Đây chắc chắn chỉ là sự khởi đầu. Ruffy có thể phát triển Haki Báo Vương cao cấp hơn nữa khi anh ta chiến đấu với những kẻ thù mạnh hơn. Mình đặc biệt tò mò nếu Ruffy kết hợp Haki Báo Vương cao cấp với kỹ thuật Gear thì sẽ như thế nào. Trong chương 1010, thuyền trưởng băng mũ rơm tấn công Kaido rất sung. Sau khi được chính Kaido chỉ bảo về việc Haki Báo Vương có thể được buff và đòn đánh, thì Ruffy đã sử dụng sức mạnh này và tấn công Kaido. Chắc chắn hình ảnh Ruffy tự tin về Haki Báo Vương cười khẩy Kaido và lao vào tấn công hắn ta sẽ là một trong những khoảnh khắc khiến các fan anime One Piece cảm thấy nổi da gà. Trên đây là 5 khoảnh khắc mình cho rằng nổi bật và epic nhất trong phần Wano. Còn các bạn thì sao? Các bạn hãy bình luận ở phía dưới những cảnh mà các bạn đã cho là epic nhất nhé. Đừng quên nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.